Ngày 21 tháng 8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, sau khi có thông tin các hồ thủy điện ở Trung Quốc tăng cường xả lũ, Ban Chỉ đạo đã đề nghị cơ quan khí tượng thủy văn xác nhận, cung cấp thông tin và đánh giá ảnh hưởng của việc Trung Quốc xả lũ. Nếu như Trung Quốc tăng lượng xả, thì lũ thượng nguồn sông Hồng sẽ tăng lên và đạt mức báo động 2. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, với giả thiết lưu lượng xả lũ từ phía Trung Quốc tăng thêm khoảng từ 1.000 đến 1.500 m3/giây, mực nước sông Thao tại Lào Cai có khả năng lên nhanh